Xin chào các bạn, mình là quản lý đào tạo chuyên môn DJ và đứng kê bên cạnh mình đây sẽ là huấn luyện viên sức khỏe Tia. Hôm nay Tia và DJ rất vinh dự trở thành đại sứ High Rock của California Fitness, đồng hành cùng các bạn trong quá trình tìm hiểu và chinh phục High Rock. Và đây là series hướng dẫn thực hiện các bài tập kiểm tra thể chất High Rock BFT, Physical Fitness Test. Thử thách đầu tiên của bài kiểm tra thể chất High Rock là 1000m chạy bộ cùng với độ dốc là 2. Đây là bài tập rất thú vị để giúp chúng ta làm nóng toàn bộ cơ thể, đồng thời gia tăng sự bền bỉ của tim và phổi. Bên cạnh đó, việc tập luyện chạy bộ thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và xương khớp. Hầu như không có yêu cầu kỹ thuật nào đối với thử thách này, bạn chỉ còn tập trung chạy cho hết 1000m là được. Để hoàn thành bài chạy 1000m một cách hiệu quả nhất, DJ và Tia sẽ có một số tips cho các bạn như sau. Đầu tiên, bạn cần khởi động thật kỹ, sau đó bắt đầu bằng cách đi bộ hoặc chạy chậm để chuẩn bị cơ bắp và hệ tim mạch. Việc điều chỉnh máy chạy bộ ở độ nghiêng 2% không chỉ là yêu cầu của bài kiểm tra từ High Rock quốc tế, mà còn để mô phỏng điều kiện chạy ngoài trời và giảm bớt áp lực lên khớp. Giữ đầu thẳng, vai thư giãn và nhìn thẳng về phía trước trong suốt quá trình chạy, tránh đổ người về trước hoặc bám vào tay cầm. Dần dần giảm tốc độ khi gần hoàn thành và kết thúc bằng cách đi bộ một chút để giúp cơ thể phục hồi. Và đây là cách mà chúng ta vượt qua thử thách đầu tiên một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu như các bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi, hãy để lại ở phần comment. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cách chinh phục thử thách Bobby Brotcham.